Rồi như vậy hồi nãy mình xử lý cái chỗ này đúng không? Rút gọn nè. Rút gọn phân số thì mình sẽ tạo ước chung riêng, tạo hy biến AB để tí nữa mình tạo một cái phân số cho nó không có bị ảnh hưởng thì nó mới không có rút gọn chỗ này, chứ không là nó rút luôn cái phần phía trước luôn. Rồi tương tự như vậy thì mình làm cái cộng phân số thôi. Public phân số cộng phân số. Như vậy ở chỗ cái cộng này, hồi nãy thầy nói nè, khi mà các bạn đưa vào cộng phân số đó thì nó giống như là mình có một phân số A, mình cộng phân số B thì nó trả ra một phân số mới. Như vậy chỗ này mình đưa cái phân số B vô đây nè, phân số, một cái phân số mới vô đây là PS. Như vậy thì mình muốn cộng phân số thì sao ta? Nhân chéo, hai cái nhân chéo lại thành ra phân số mới, cộng lại đơn giản nhất. Rồi sau đó làm gì nữa? Rút gọn nhé, rút gọn nữa nè, sau khi cộng thì phải rút gọn nữa nè. Như vậy thì đối với lại cái tử số này mình sẽ bằng gì? Tử nè, tử bằng tử này nhân mẫu kia, cộng với như vậy tử của phân số đúng ra của mình là test chấm tử nè, nhân với gì? Nhân với phân số chấm mẫu. Đây là phân số thứ hai nè, còn cái test này là chính là cái biến mình đưa vào. Đó. Như vậy thì tử nhân với ps chấm mẫu cộng với this chấm mẫu nhân với ps chấm tử, đó là tử của phân số mới. Còn in mẫu của phân số mới nó sẽ bằng gì? This chấm mẫu nhân ps chấm mẫu, đúng không? This chấm mẫu nhân ps chấm mẫu. Rồi bây giờ mình sẽ làm gì? Như vậy mình sẽ rút gọn cái phân số tử mẫu này, đúng không? Như vậy thì mình sẽ rút gọn phân số tử mẫu này. Vậy bây giờ ở chỗ này nè, mình đổi lại tí đi, mình đừng khai báo AB ở đây, mà mình làm y chang như hồi nãy đó, có hai phương thức rút gọn luôn, hai phương thức rút gọn. Như vậy cái rút gọn này là rút gọn in A phẩy in B. Rồi in A phẩy in B, rút gọn in A phẩy in B, rút gọn in A phẩy in B. Nếu mà không tham số thì A bằng tử, B bằng mẫu, xong rồi A chia bằng đó, mình làm vậy thì nó sẽ được cái chung.
ước chung lớn nhất nếu ước chung lớn nhất a a b à đúng rồi a chưa tắt máy lạnh đi còn gì nữa ta cộng đúng không cộng khi có tử có mẫu rồi bây giờ mình sẽ rút gọn phân số đúng rồi gọi là mà để rút gọn cái phân số này coi chừng nó bị lại trường hợp hồi nãy á nó đổi luôn á nhưng mà mình đâu có rút gọn được cái này đâu rút gọn được t với m bây giờ mình sẽ có cái ước chung lớn nhất ước chung ước chung lớn nhất bằng gọi cái ước chung lớn nhất của T với M sau đó mình sẽ return về new phân số mới với cái tử chia cho ước chung lớn nhất và mẫu chia ước chung lớn nhất nó return về phân số mới đó là cộng phân số rồi bây giờ thử rồi ha mình cho hai phân số thứ nhất phân số 1 rồi phân số 2 phân số 2 bằng 20 phần 35 đi add phân số 2 vô luôn bây giờ danh sách phân số chấm thêm cái phân số 1 chấm cộng phân số 2 mình lấy phân số 1 mình cộng phân số 2 coi nó ra cái gì cùng mẫu trước đi ha 45 là 50 phần 45 ok hình quá không thay đổi 50 phần 45 đúng không 50 phần 45 nè chia cho 5 được chưa ví dụ như chỗ này là 10 10 8 phần 9 đúng rồi vậy là ổn ha cộng là ổn rồi bây giờ trừ phân số trừ trừ thì sao đổi dấu thôi đúng không hả trừ thì ra âm thôi hả
Âm không được hả? Kỳ vậy, sao ra âm không được vậy hả? Kỳ vậy, trừ ra âm được mà, trừ phân số. Như vậy thì phân số thứ nhất trừ phân số thứ hai, tử phân số thứ nhất nhân mẫu phân số thứ hai, ok, trừ vậy đi, coi thử coi ha. Rồi thử coi nào, cộng phân số. Bây giờ mình sẽ gọi gì? Trừ phân số. Trừ phân số, sân số 1 trừ phân số 2 là còn 20 phần 45 đúng không? Chị nào? Ok. Trừ ngược ha. Mình lấy BS2 trừ BS1 đúng không? Bây giờ quan trọng là đúng không nè. Bây giờ mình lấy 2 phần 5 nè, với lại 3 phần 5 nè. Quan trọng là đúng không cái này nè. Đúng không? Bây giờ chỗ này lên 4 đi. Âm 1 phần 5. Đúng mà. Được chưa? Rồi như vậy thì mình để có cộng trừ. Bây giờ nhân thì sao? Khá là đơn giản đúng không? Nhân phân số, tử nhân nhân tử, mẫu nhân mẫu, hết. Chia thì sao? Ừ, hay. Đúng rồi. Chia là nhân nghịch đảo, suy nghĩ làm chi. Rồi bây giờ là chia. Rồi nghịch đảo cái gì? Return chia phân số căn à. Bây giờ chỗ này mới căn nè. Bây giờ sao? Bây giờ vấn đề là gì đây? Ừ. Thì bây giờ là chính cái lát này chia cho cái phân số. Bây giờ nhân nghịch đảo thì nghịch đảo là gì? Nghịch đảo là gì? Nghịch đảo là sao? Bởi tử bằng mẫu, mẫu bằng tử, suy nghĩ chi mệt. Là nghịch đảo đúng không? Còn không một chia mà một chia cũng đâu được, cái này class mà sao một chia được, thì chỉ có hoán đổi thôi. Ừ, hoán đổi thôi đúng không? Như vậy thì chỗ này mình sẽ tạo ra một cái phân số mới. À, phân số là PS đảo đi. PS đảo bằng new phân số
PS chấm tử, PS chấm mẫu, đảo ngược lại chứ, đảo mà đúng không? Đảo thì sao? Chỗ này là mẫu, chỗ này là tử, đó mình đảo lại rồi đó. Vậy bây giờ mình sẽ return gì? Nhân phân số với lại phân số đảo. Xong. Được chưa? Thử phải không? Rồi, ok. Chỗ này mình sẽ ds. Bây giờ cái gì chia gì? PS 1 chấm nhân chưa? Nhân PS 2. Đúng không? PS 1, PS 2. Danh sách PS chấm add. PS hồi chưa? PS 1 chấm chia PS 2. Được không? Nhân chia hên xui đi, nó ra cái gì tính sau. Bây giờ nhân nè, nhân đúng không, nhân đúng đúng không, chia ghê vậy. Và cái hay của chỗ này nè, ủa sao là tự nhiên cái mình không xúc mà nó cứ ra đủ hết vậy? Đúng ra là mỗi lần mình cộng trừ nhân chia là mình phải 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 thêm biến mới đúng không, rồi mình phải xúc đúng không. Đây, cái này là cái hay của nó nè, mình xúc nguyên mãn, mình cứ đưa vô cái gì là nó xúc ra cái đó, nhanh gọn lẹ, được không? Đó, cái đó là cái chiêu á, để mà các bạn làm nhanh. Chứ còn bình thường là các bạn phải nêu một cái phân số, rồi phân số 1 cộng phân số 2, rồi xúc phân số nêu đó. Ôi trời, nhiều lắm. Còn mình cứ tận dụng cái mạng đó, mình ép cả ngàn vô đây, nó xúc cả ngàn ra thôi. Đâu có vấn đề gì đâu. Cộng trừ nhân chia, hay là hai chỗ này đó. Được không? Rồi, còn gì nữa ta? Cuối gì? Cuối còn gì nữa? Cộng trừ nhân chia xong rồi. Phương thức cần thiết. Giờ nãy bây giờ mình thêm cái gì cần thiết không? Thêm quá trời mà. Hả? Rút gọn nè. Rút chung nè. Hả? Bây giờ cái ước chung này nè cũng là cái hay nè. Mình có thể ước chung của hai số bất kỳ hoặc là ước chung mà không có đưa tham số vào. Đó, cái rút gọn này cũng vậy. Bạn sẽ nghĩ ra bạn đưa rút gọn hai số bất kỳ. Rồi sau đó là bạn có thể là thử làm giống như lúc nãy coi nó chạy được không nhé. Bây giờ mình rút gọn với hai số bất kỳ. Mình sẽ rút gọn với hai số bất kỳ. Như vậy ước chung chỗ này của mình sẽ đưa vô đây là in a phẩy in b và rút gọn của a phẩy b đúng không? Rồi chỗ này bỏ đi, a bằng a chia ước, b bằng b chia ước phân số. Rồi ok, mình sẽ rút gọn phân số mà không đưa đầu vào thì mình sẽ return cái rút gọn phân số mà với a là tử, b là mẫu. Rồi chạy lại coi. Cũng là số này đúng không? Capture lại cái đi. Coi nó đúng hay nó sai. Tí nữa nó nhảy đúng không? Rồi.
Sao? Cũng nó phải không? Cũng nó đúng không? Rút gọn AB, rút chung return phân số mới, rút gọn công phân số. Ở đây mình đang rút gọn, tử mẫu, rút gọn công phân số. Chỗ này mình thử chỗ này mới được nè. Ở đây mình có tử và mẫu rồi nè, mình sẽ nêu cái rút gọn, đây mới là đúng ý của mình nè. Rút gọn phân số của TM, chỗ này mình không cần nè, cộng phân số rút gọn này chưa thấy rút gọn đúng không? Mình sẽ ví dụ cái nào để cho thấy rút gọn, ví dụ như là cộng phân số này số 1 đi. Một phần năm, một phần một, đúng nè, đúng không? Rồi ok, vậy là ổn rồi. Cộng trừ nhân chia phân số hên xui.